chân nhỏ xì xì thì mà còn không? Đây là một nến nhỏ nè. Hồng đen á, nhìn đã. Chứ một này hồng đen là hồng vấy rồi. Thì xì xì. Nhiều dễ sợ. Thank you.
bay lên đầu luôn. Xin nha.
thịt dư à? Không hết. Hình như bữa nay thấy Hà chiên tôi bán thịt dư á. Không phải, tại vì cái bé mà không có mụn là đầu kia và lấy mụn cho hắn. Hắn kêu về mặt em mấy bạn đọc một lần. Thế xong em nhìn lên em kêu thật ra mặt em bây giờ là thịt dư không luôn. Xong kêu cắt cả mặt. em cắt thử cho mấy ngày nay kìa. Em cắt thử cho anh con hai con á. Mấy ngày nay là chị thấy em là thịt dư. À toàn thịt dư không? Ừ. Hà bên em đam mê lắm. Hồi chiều mình cắt thử cho mấy bà mấy con cho biết đó. Thế sao gọi là thì hai lúc làm như nó ghế không được rồi. À chị dẫn cái bé là chị ra đứng làm rồi. Bây giờ chị làm bé em để một để chị cắt nhá. Còn bé kia làm gần xong. Bán ở đâu em? Bé em rửa mặt đến nhà rồi. Thân đỡ đi chung với bạn. Em bán là cắt thì chưa xong làm chị đợi đây là bé bạn cứ làm xong rồi cắt là được. Ê, chị làm xong đây là chị làm đâu? Ý là làm xong đây là xuống dưới đúng không? À, nhưng mà cắt à, nhiều quá. Nhiều. Ờ, chứ không là cái mới như chị đem xuống dưới rồi mà ta. Ủa em giữ hồ mua đó. À cái kem nó đúng bán luôn á. Hèn chi mình tìm cái ủa kem nó bán lắm mà. Rồi là mình mua để làm chi ta? À mình mua về để chỉ. Right.